À, nếu mà có những dấu hiệu này đối với bản thân của các cô chú anh chị ở đây thì nên đi khám ở các khoa gan mật, ở các khoa tiêu hóa, ở các cái bệnh viện lớn để người ta chẩn đoán ra cái bệnh gan của mọi người. Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã Hello. xem Hi. video của trường ngày hôm nay. Hôm nay trường sẽ chia sẻ về một vấn đề, đó là cái gan của chúng ta. Chúng ta có một cái gan nó nằm ở bên hạ sườn phải như thế này. Nó có một cái chức năng vô cùng quan trọng cho cái cơ thể. Cái gan nó thuộc hệ tiêu hóa, nó liên quan tới những cái cơ quan trong hệ tiêu hóa. Ví dụ như là ruột, ví dụ như là tụy, ống mật. Và cái gan là một cơ quan cực kỳ quan trọng. Nó nhận cái máu từ đường tiêu hóa qua và nó lọc tất cả những cái thứ gì mà đường tiêu hóa hấp thu vào, bao gồm thức ăn, nước uống, rượu bia hay là những cái thuốc mà chúng ta uống vào, nó đều đi ngang qua cái gan đầu tiên. Nó giống như là một cái cơ quan lọc đầu tiên của cơ thể và nó lọc tất cả những chất độc. Chất nào độc thì nó chuyển hóa, chất nào độc thì nó đào thải, chất nào tốt cho cơ thể thì nó sẽ giữ lại, hoặc là có những cái chất nó cần chuyển hóa thì nó sẽ chuyển hóa để nó cho cơ thể chúng ta sử dụng. Và cái gan nó vô cùng quan trọng. Khi không có cái gan thì chúng ta không thể sống được. Không may đó là nó chỉ có một cái lá gan thôi, và khi mà nó có vấn đề thì cơ thể của chúng ta nó sẽ thể hiện ra những cái triệu chứng rất là khó chịu. Và ngày hôm nay Trường sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị ở đây về 7 cái dấu hiệu mà có liên quan tới bệnh gan. Mà khi thấy những dấu hiệu này, chúng ta nghĩ ngay tới những cái bệnh nhân bị bệnh gan. Và nếu mà có những dấu hiệu này đối với bản thân của các cô chú anh chị ở đây thì nên đi khám ở các khoa gan mật, ở các khoa tiêu hóa, ở các cái bệnh viện lớn để người ta chẩn đoán ra cái bệnh gan của mọi người. Cái dấu hiệu thứ nhất của cái bệnh gan đó là có một cái hiện tượng con mắt hoặc là làn da của chúng ta nó chuyển sang màu vàng, người ta gọi là vàng mắt vàng da. Trường hay nói vui đó là cái cửa sổ tâm hồn nó bị vàng khè, và cái này là nó thể hiện đầu tiên. À, cái lòng trắng ấy nè, cái lòng trắng của chúng ta nó chuyển sang màu vàng. Vì sao nó có cái màu vàng như vậy? Đó là vì cơ thể của chúng ta tích tụ lại một cái chất có tên là bilirubin. Bilirubin khi nó tích tụ lại thì nó vàng ở tất cả những cơ quan mà nó tích tụ. Nếu mà nó không tích tụ thì nó đi đâu? Gan nó sẽ đào thải bilirubin vào trong dịch mật, và cái mật nó sẽ đưa xuống cái đường tiêu hóa và nó đi theo đường tiêu hóa xuống 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 xuống, cuối cùng ở đại tràng mà nó thải ra ngoài qua phân. Chúng ta có một cái phân màu vàng bởi vì nó có cái thành phần bilirubin ở bên trong. Nếu bây giờ nó cắt đứt cái lượng bilirubin tiết xuống ruột thì cái phân chúng ta không còn cái màu vàng nữa, bởi vì bilirubin nó bị tắc lại trên rồi. Hôm trước chúng ta nói về cái bài ung thư tụy thì chúng ta đã có nói đến một vấn đề, đó là có một cái u nó chèn ép vào cái ống mật bên ngoài gan và nó gây tắc mật và nó gây vàng da. Còn bây giờ bị tại gan nó cũng gây vàng da. Thứ nhất có thể là cái tế bào gan nó không lọc được cái bilirubin trong máu để thải ra hệ tiêu hóa. Cái thứ hai là có thể là nó đã lọc được qua tế bào rồi, nhưng mà cái ống mật vi nhỏ nhỏ ở trong gan á, nó bị tổn thương do cái tế bào gan nó tổn thương, nó chèn ép gì đó, nó không tiết xuống được, nó cũng gây vàng da. Dấu hiệu thứ hai mà do bệnh gan đó là hơi thở có cái mùi rất là khó chịu. Người ta mô tả đó là cái mùi trứng thối cộng với cái mùi tỏi cộng với cái mùi hơi ngọt 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 gì đó mà thổi ra từ cái miệng của chúng ta. Cái hơi thở nó cực kỳ khó chịu, cái mùi cực kỳ khó chịu. Mà hơi thở có mùi lạ khó chịu này là từ đâu mà ra? Là từ cái gan nó không lọc, không thải được những cái chất độc ra khỏi cơ thể. Nó không chuyển hóa được chất độc thành những cái chất không độc ra khỏi cơ thể, mà nó ứ động lại. Mà ứ động lại thì sao? Ứ động lại nó nằm ở trong máu. Mà bây giờ cái máu đó nó đi tới phổi, nó trao đổi với cái không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày, thì nó sẽ đưa các cái khí độc đó ra bên ngoài và chúng ta thở ra cái khí độc. Và cái khí đó nó rất là hôi, có thể là có thành phần lưu huỳnh. Vì sao cái gan nó không lọc? Thứ nhất là cái tế bào gan nó bị tổn thương, nó không lọc tốt được. Cái thứ hai là tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cái máu nó về gan cũng rất là khó khăn và nó sẽ không có trao đổi hiệu quả những cái chất ở bên trong. Và khi không trao đổi hiệu quả thì cái gan nó không chuyển hóa được những cái chất đó, nó không chuyển hóa được thì nó ứ lại trong máu. Ứ trong máu thì thở ra phổi thì có cái mùi khó chịu. Dấu hiệu thứ ba của triệu chứng gan mà nó cũng rất là đặc trưng luôn, đó là dấu hiệu vú to ở nam, hay còn gọi là tăng sinh cái mô vú ở nam. Có một cái nguyên do, đó là gan khi nó không còn hoạt động hiệu quả, ví dụ như là tình trạng suy gan,
thì nó sẽ gây ra một tình trạng đó là ứ đọng cái estrogen. Estrogen là một cái hormone sinh dục, và hormone sinh dục này nó liên quan tới cái tính nữ. Khi mà người nam thì cái lượng estrogen nó sẽ cân bằng với lượng testosterone, và cái lượng testosterone với estrogen có một mức cân bằng rồi thì cơ thể người nam nó bình thường. Bây giờ cái lượng estrogen nó tăng vọt lên, nó mất cân bằng với testosterone thì nó sẽ làm cho ra cái kiểu hình nữ, là cái vú nó bị phì đại, vú nó sẽ bị to ra ở người nam. Và thêm nữa đó là cái gan nó không đào thải, nó không chuyển hóa được những cái chất, và trong đó có những cái protein nó liên kết với testosterone. Và khi cái protein này nó liên kết với testosterone này, nó tạo ra một cái thể mà thể nó không có tác dụng, và nó giảm cái lượng testosterone tự do. Khi mà nó giảm lượng testosterone tự do thì nó lại mất cân bằng giữa estrogen và testosterone, thì nó cũng làm cho tăng cái hiện tượng vú to. Cái dấu hiệu thứ tư nó cũng rất là đặc trưng ở cái bệnh nhân bị bệnh gan, đó là cái nốt nhện ha. Cái nốt nhện nó là một cái nốt mạch máu khi chúng ta thấy nó đỏ đỏ ở giữa là nó có cái màu đỏ đậm, sau là nó có tua ra ngoài, là những cái chân giống như cái chân con nhện, nên người ta gọi là nốt nhện. Và cái hiện tượng nốt nhện này là do gan. Khi chúng ta lấy cái tay chúng ta ấn vào nốt nhện thì nó biến mất đi, bởi vì nó giãn mạch máu, nó sung huyết lây nhở cái mạch máu ở vùng nốt nhện này. Nguyên nhân là vì đâu? Nguyên nhân cái nốt nhện là do tích tụ estrogen ở trong cơ thể, do cái gan nó không chuyển hóa được estrogen thành những thành phần khác, mà nó cứ tích tụ dần lên, nó tạo ra các nốt nhện. Nhất là gặp ở những cái chú, những cái anh mà bị nghiện rượu, bị sơ gan do rượu. Sơ gan do rượu chuyển qua giai đoạn suy gan, nó không còn tác dụng chuyển hóa được estrogen nữa, thì nó gây ra các nốt nhện, nhất là ở ngực, ở lưng và ở bất kỳ cái vùng nào ở trong cơ thể. Ngày xưa ông bà ta có câu đó là tứ chứng năng y, phong lao cổ lại. Phong là gì? Bệnh phong, bệnh cùi, bệnh hủi rồi đó, người ta gọi bệnh phong. Lao là bệnh lao, cổ là cổ trướng. Cổ trướng là thường là do suy gan, sơ gan suy gan là gây cổ trướng, lại là bệnh ung thư. Thì bây giờ là cái cổ trướng là một trong tứ chứng năng y, đây là cái dấu hiệu của bệnh gan. Cổ trướng và bán bụng là dấu hiệu thứ năm. Sao cái bụng nó căng lên? Bởi vì nó chứa một cái lượng nước ở trong bụng, nhất là ở trong phúc mạc á. Vì sao nó có cái lượng nước này? Lượng nước này là do cái mạch máu nó tăng cái độ thẩm thấu, đưa nước ra bên ngoài, và nó nước ra bên ngoài là nó ra ở trong cái bụng này. Thứ hai nữa là ở bệnh gan nó không tổng hợp được một cái protein đặc biệt, đó là protein albumin. Khi mà cái máu của chúng ta thiếu những protein thì cái độ thẩm thấu của máu nó kém. Độ thẩm thấu của máu nó kém thì nước nó sẽ đi ra khỏi lòng mạch, và ra khỏi lòng mạch thì nó ra cái màng bụng, nó gây bán bụng. Nó ra khỏi lòng mạch mà ở chân thì nó gây phù chân, ở mắt thì nó gây phù mắt. Nhưng mà cái bán bụng là cái đặc trưng nhất của cái gan, nó liên quan tới thêm cái cơ chế tĩnh mạch cửa nữa. Dấu hiệu thứ sáu đó là có những cái mạch máu, cụ thể là các tĩnh mạch, nó nổi chằng chịt lây nhở cái vùng da bụng, và nó dùng giống như con rắn. Ngoài người ta gọi là cái triệu chứng là đầu rắn á, nó theo tên của một cái vị thần của thần thoại Hy Lạp. Cái vị thần đó có tên là Medusa, và cái đầu của thần Medusa này nó có những con rắn tủa ra, thì giống như cái vùng da của vùng bụng của người bị bệnh gan. Thì cũng là do cái cơ chế đó là tăng áp lực cái hệ tĩnh mạch cửa, thì nó gây ẵn cái tĩnh mạch ở đây ra, nó căng cái tĩnh mạch ở bụng ra. Dấu hiệu thứ bảy đó là dấu hiệu bất thường, nó gây rung, người ta gọi là cái dấu hiệu rung vẩy. Dấu hiệu rung vẩy này là do đâu? Do cái tế bào gan của chúng ta nó không còn hoạt động tốt, nó không đào thải được những cái chất độc ra khỏi cơ thể, và cái chất độc đó, nhất là ammonia, nó đi vào cái hệ thần kinh, nó được máu đưa tới hệ thần kinh, nó gây độc cho tế bào thần kinh, nó gây tổn thương cái tế bào thần kinh, nó làm cho cơ thể của chúng ta chuyển qua nhiều cái triệu chứng liên quan tới thần kinh lắm, và nhất là cái dấu rung vẩy như thế này. Đây là nó thuộc cái hội chứng não gan, là gọi là cái giai đoạn rất là trễ rồi. Nhưng mà vì sao giai đoạn trễ Trường cũng nói? Bởi vì trong lâm sàng, trên lâm sàng ở bệnh viện, Trường cũng có gặp được là những cái cô chú mà để cho cái giai đoạn nó tiến triển rất là sâu như thế này rồi, rất là nặng như thế nào rồi, mới đi khám và phát hiện lần đầu tiên. Và như vậy thì Trường đã chia sẻ xong 7 cái dấu hiệu nhận biết. Thì đặc biệt đó là mọi người phải nhớ những cái dấu hiệu của bệnh gan này, Trường nói chia sẻ là nó có cái độ đặc hiệu cao, nên cô chú anh chị có những triệu chứng này hãy nghĩ tới ngay bệnh gan và đi khám cái khoa gọi là khoa tiêu hóa hoặc là khoa gan mật. Rồi cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu có một trong những cái triệu chứng này, hãy để lại bình luận cho bác sĩ Trường biết, và nếu thấy video này hay hãy chia sẻ cho nhiều người biết đến hơn, nhất là chia sẻ cho những người đang cần những cái kiến thức này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở video nào đó lần tới hay hơn nữa.